Hello, xin chào các bạn. Mình muốn chia sẻ đến các bạn cuốn sách Hiểu về trái tim của thầy Thích Minh Niệm. Và đây là phần thứ 3. Thỏa mãn ý chí. Mời các bạn cùng đón nghe. Khi hay tin người thân đang bị kẹt trong cơn bão tuyết, tuy đang nằm trong nệm ấm chăn êm, nhưng ta cũng không tài nào hạnh phúc được. Bây giờ, ta không cần cái ấm áp sung sướng ấy nữa. Chỉ cần có mặt kịp thời để cứu giúp người thân, dù phải trải qua cái cảm giác lạnh buốt trong bão tuyết thì ta cũng hài lòng. Cũng như những bậc cha mẹ làm việc quần quật suốt ngày đêm để kiếm tiền lo cho con ăn học thành tài. Tuy phải chấp nhận sự mệt nhọc thể xác, nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã làm tròn tâm nguyện. Cũng như những người hoạt động chính trị chấp nhận hy sinh để đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tuy bị tra khảo rất đau đớn, nhưng họ vẫn thấy tự hào vì đã thực hiện được lý tưởng. Thế nên, hạnh phúc không chỉ là những cảm xúc dễ chịu. Đôi khi, ta phải hy sinh những cảm xúc ấy để đổi lấy thứ hạnh phúc sâu sắc hơn. Đó là thỏa mãn ý chí. Mặc dù thỏa mãn ý chí vẫn còn đứng trên nền tảng phục vụ cái tôi, thực hiện cho bằng được điều mình muốn làm, nhưng đó là sự hưởng thụ rất tinh tế và phải để tâm sâu sắc lắm thì ta mới nhận ra. Nó vượt qua những đòi hỏi tầm thường của thói quen. Dốc hết bản năng sinh tồn để chịu đựng, vận dụng tất cả những hiểu biết và kỹ thuật luyện tập để ứng xử. Vì thế, phẩm chất của nó chắc chắn sẽ bền vững hơn loại hạnh phúc chỉ đơn giản được tạo bằng những cơn cảm xúc. Bởi bản chất của cảm xúc thì luôn biến đổi không ngừng theo tâm thức và sự chi phối của những đối tượng xung quanh. Tức là hạnh phúc được thỏa mãn cảm xúc thì bị điều kiện hóa hơn nhiều hạnh phúc khi được thỏa mãn ý chí. Như vậy, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đối đầu với những cảm giác không mấy dễ chịu thì ta đừng vội chống trả. Hãy ý thức là mình đang thực hiện mục đích lớn lao nên không thể đòi hỏi những tiện nghi hưởng thụ tầm thường được. Nếu lỡ mức khó khăn của hoàn cảnh lên tới đỉnh điểm khiến cho cảm giác khó chịu biến thành khổ đau thì ta cũng đừng vội bỏ chạy. Chính cái khổ đau ấy sẽ giúp ta nhận ra được giá trị của hạnh phúc. Cũng như đã từng bị đói, ta mới biết cái quý giá của thức ăn. Đã từng chịu cái giá rét của mùa đông, ta mới mong đợi nắng ấm về. Đã từng bị mất mát chia lìa, ta mới nâng niu từng phút giây đoàn tụ. Đã từng trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, ta mới yêu thương quá đỗi cuộc đời này. Cho nên, ta đừng sợ khổ đau, cũng đừng chia cách rạch ròi giữa hạnh phúc và khổ đau. Vì nếu không có khổ đau, thì ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Nên nhớ, ngọc chỉ ở trong đá và sen chỉ ở dưới bùn. Ngọc được kết tinh từ sỏi đá, sen được kết tinh từ bùn nhơ. Cũng vậy, không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau và cũng không thể tách rời với khổ đau. Vậy còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này? Vì nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ video của mình cho nhiều người khác cùng nghe, để chúng ta cảm nhận được cái tình yêu thương đã viết ra trong từng chữ
trong từng câu, và mình đã đưa tất cả yêu thương để đọc cho các bạn cùng nghe. Thank you. Sorry. I love you. Please forgive me.